Chúc mừng vận động viên Phạm Nam. Zumiton gửi lời chúc đến anh sau cái chiến thắng trước đội tuyển Philippines để vào vòng bán kết, thì cũng là nắm chắc cái tấm huy chương đồng tại SEA Games lần này, thì anh có cảm nghĩ như thế nào về trận đấu vừa rồi? Thì thật sự là trận đấu vừa rồi thì nếu mà để nói thì đôi anh có thể là sẽ chưa vào tay, bởi vì thật ra khi mà cái trận đơn trước của anh Minh đối phương bỏ cuộc thì anh đã bị gấp về cái quá trình khởi động, thế nên là vào xem có thể là C1 anh đánh cảnh đứt liền bốn vợt. Nhưng mà bù lại thì có sự cổ vũ rất nhiệt tình khán giả, thì nói chung là đôi anh vượt qua C1 khá là dễ dàng. Nhưng đến C2 thì thật sự là có thể lúc đấy là hơi mệt và có thể mất tập trung, thì bị dẫn trước 15-12, nhưng mà rất may là hôm cuối thì Đức có tỉnh táo và phát hội làm nhiều, thế nên là cũng may là trọng tài không bắt, thế nên là lên một giây rồi ăn lại. Và rất nhiều người hâm mộ quan tâm về những cái sản phẩm mà anh đang dùng ấy, thì không biết là anh đang dùng vợt gì nào? Vợt thì anh đang dùng tầm đam mê Pro 3U, giày thì 65Z, màu xanh bản mới nhất thì cho chân bè. Anh dùng cước gì ạ? Cước thì bình thường bọn anh sẽ dùng 65T khi tập luyện và đi thi đấu bình thường. Còn như ở SEA Games này thì có đội căng của Unix, bọn anh có thể căng 98, 99 hoặc 65T. Anh sức căng của vợt thì anh lựa chọn là bao nhiêu? Thường thì anh sẽ căng khoảng 13 cân, đương đương khoảng 30 pound gì đó. Ok, cảm ơn anh Nam nhé. Anh ơi, anh chụp giúp em đi. Em ở đâu ấy?